Chúng ta vừa cùng nhau chứng kiến trận đấu cuối cùng kết lại thành công của giải vô địch quốc gia LS 2020 giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn và câu lạc bộ bóng đá Viettel. Đề nghị các quý vị hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng thắng lợi của đội bóng Viettel cũng như chúc mừng cho đội Sài Gòn với những nỗ lực trong trận đấu ngày hôm nay. 네, 전 세계적으로 COVID-19로 많은 스포츠 경기가 진행되지 못한 가운데 베트남 정부의 효율적인 질병 통제와 베트남 국민 모두의 협조로 COVID-19을 이겨내고 무사히 리그를 마친 베트남 국민 여러분 모두가 오늘의 챔피언입니다. LS를 대표해서 베트남 모든 국민들에게 축하의 말씀 전해드리겠습니다. Giữa lúc nhiều trận đấu thể thao trên toàn thế giới không thể diễn ra do đại dịch COVID-19, thì tại Việt Nam với chính sách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả cùng sự phối hợp chặt chẽ của toàn dân đã chiến thắng COVID-19 để chúng ta có thể kết thúc giải V-League một cách suôn sẻ. Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ có một nhà vô địch, mà ở đây tất cả toàn nhân dân Việt Nam đã trở thành nhà vô địch. Một lần nữa, thay mặt cho công ty LS Electric, tôi xin được gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới quý vị. 네, LS 그룹은 2020년 V리그 1과 2를 스폰서하면서 베트남 축구의 무궁한 발전과 베트남 국민에게 행복을 드리고자 노력하였습니다. LS는 지속적으로 베트남 축구를 지원할 것이고 경제 성장에도 기여하며 항상 베트남 국민과 함께하는 베트남 국민 마음속에 남는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다. Thông qua hoạt động tài trợ cho giải vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia năm 2020, tập đoàn LS chúng tôi luôn cố gắng vì sự phát triển không ngừng của bóng đá Việt Nam, vì niềm vui và hạnh phúc cho người dân Việt Nam. LS Electric sẽ tiếp tục không ngừng ủng hộ cho bóng đá Việt Nam, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế, đồng thời sẽ cố gắng hết mình để trong trái tim người dân Việt Nam, chúng tôi luôn là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. 네, 모든 분들의 앞날에 건강과 행운이 드리기를 감사합니다. Xin cảm ơn. Chúc toàn thể quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Lee Jong-hyun. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải ba giải vô địch quốc gia LS 2020. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các quý vị đại biểu sẽ xuống sân chúc mừng và trao giải cho câu lạc bộ Sài Gòn. Trân trọng kính mời ông Cao Văn Tróng, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Tổng giám đốc Công ty VPF, ông Dương Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam,
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hồ Quốc Minh, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Sài Gòn. Ông Lee Jong Hyun, trưởng phòng kinh doanh Công ty LS Electric, đại diện nhà tài trợ chính giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2020. Kính mời quý vị hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn được vinh danh với thành tích thi đấu xuất sắc đạt giải ba tại giải vô địch quốc gia LS 2020. Xin kính mời toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ Sài Gòn cùng tiến lên phía trước để nhận giải thưởng dành cho câu lạc bộ đạt giải ba. Giải thưởng dành cho câu lạc bộ đạt giải ba bao gồm huy chương, bảng danh vị cùng tiền thưởng trị giá 750 triệu đồng. Trao giải đa chung cuộc dành cho câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng đã dẫn đầu bảng xếp hạng của V-League nhiều nhất trong số tổng số các vòng đấu của mùa giải năm nay, nhưng cuối cùng đã hụt hơi ở thời điểm quyết định. Các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải năm nay được đăng ký gồm có số 3 Ngô Anh Vũ, số 5 Nam Anh, số 6 Trần Văn Biểu, số 7 Nguyễn Ngọc Duy, số 8 Nguyễn Vũ Tín, số 10 Pedro Paulo, số 11 Lê Vương Minh Nhất, số 13 Nguyễn Lê Nhật Quang, số 15 Trịnh Đức Lợi, số 16 Bùi Trần Vũ, số 17 Nguyễn Minh Trung, số 19 Lê Quốc Phương, số 20 Nguyễn Thanh Thọ, số 22 Nguyễn Quốc Long, số 23 Cao Văn Triền, số 24 thủ môn Tống Đức An, số 26 Thân Thành Tín, số 27 Nguyễn Hữu Sơn, số 29 Ngô Xuân Toàn, số 31 Nguyễn Má Dương, số 32 Nguyễn Văn Ngọ, số 36 Phạm Văn Phong, số 39 Huỳnh Tấn Tài, số 40 An Bu Kiên, số 66 Võ Nguyên Hoàng, số 76 Dương Tùng Lâm, số 88 Lê Thành Phong và số 94 là Gil Vane. Kính mời quý vị khán giả đang có mặt tại sân vận động ngày hôm nay. Xin được chúc mừng câu lạc bộ Sài Gòn với một giải đấu mà họ đã tạo ra không ít những sự bất ngờ. Với một phương châm cũng gần giống với câu lạc bộ Viettel ở giai đoạn quyết định, họ đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong một quãng thời gian khá dài. Một kết quả mang tính khích lệ và giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn sẽ hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải sang năm. Trao bảng danh vị cho câu lạc bộ Sài Gòn. Bảng danh vị dành cho câu lạc bộ đạt giải ba tại LS V-League 1 2020. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao hoa cho câu lạc bộ Sài Gòn. Câu lạc bộ đạt giải ba tại LS V-League 1 2020 sẽ nhận được giải thưởng là 750 triệu đồng. Tập đoàn LS Holding cho bảng tiền trị giá 750 triệu đồng cho câu lạc bộ Sài Gòn. Sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng tập thể ban huấn luyện, cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn sẽ chụp ảnh lưu niệm để cùng nhau lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay. Đây là thời điểm mà câu lạc bộ Sài Gòn, các cầu thủ, ban huấn luyện của họ sẽ khép lại một mùa giải có thể nói là đáng nhớ. Không nhiều người coi họ là ứng cử viên cho top 3. Đội bóng cũng đã thay tướng ở thời gian đầu giải và bây giờ huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cùng với các học trò của mình có quyền tự hào với kết quả này, đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng khi không còn cơ hội trong cuộc chạy đua tới ngôi vị vô địch. Nhưng họ cũng đã có một trận đấu quả cảm.
Kính thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với phần tôn vinh và trao giải cho câu lạc bộ đã vô cùng xuất sắc đoạt chức vô địch tại giải vô địch quốc gia LS 2020, câu lạc bộ Viettel. Bây giờ sẽ là thời điểm mà người ta chờ đợi nhất. Tân vương của V-League 1 2020, câu lạc bộ Viettel. Các cầu thủ Viettel sẽ tiến về khu vực sân khấu để nhận huy chương chiếc cúp vô địch cùng với phần thưởng dành cho những nỗ lực tuyệt vời của họ ở mùa giải năm nay. Đây là chiếc cúp vô địch được cả 14 đội bóng khao khát khi bắt đầu vào mùa giải này, và nó bây giờ đã chính thức thuộc về câu lạc bộ Viettel. Viettel đã cụ thể hóa ưu thế tự quyết của họ trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng. Và cuối cùng thì cũng bằng một kết quả quen thuộc, kịch bản quen thuộc. Chỉ một là đủ, họ vươn tới ngôi vương của bóng đá Việt Nam. Viettel là vua của V-League năm 2020. Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Tổng giám đốc Công ty VPF. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Động lực. Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Ông Lee Jong Yoon, trưởng phòng kinh doanh Công ty LS Electric, đại diện nhà tài trợ chính. Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị khán giả đang có mặt tại sân vận động ngày hôm nay một lần nữa hãy dành tặng cho ban huấn luyện và cầu thủ câu lạc bộ Viettel những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho những nỗ lực và cố gắng tuyệt vời của đội bóng trong suốt mùa giải vừa qua. Xin mời toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel cùng tiến lên phía trước để nhận giải thưởng dành cho câu lạc bộ đạt chức vô địch. Khoảnh khắc mà các cổ động viên Viettel đã mong chờ từ rất lâu, niềm tin càng lớn hơn với họ trong giai đoạn lượt về. Trận thua cuối cùng của câu lạc bộ Viettel là trận thua trước Becamex Bình Dương ở vòng đấu cuối của giai đoạn 1, và kể từ đó thì họ băng băng về đích với những thắng lợi tối thiểu. 5 kết quả với tỷ số 1-0 trong tổng số 7 trận đấu của giai đoạn 2. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng xứng đáng được gọi như là Mourinho của bóng đá Việt Nam, với một phong cách vô cùng thực dụng nhưng lại hiệu quả. Người cầm lái của câu lạc bộ Viettel đã rút ra được quá nhiều những bài học kinh nghiệm từ chính bản thân ông vào năm 2016, cũng như việc đánh giá đúng đối thủ, tạo ra một chiến lược, tạo ra một lối đi cho câu lạc bộ Viettel ở mùa giải năm nay. Họ bùng nổ ở những khoảnh khắc cần thiết, thực dụng, không cần đẹp mắt nhưng hiệu quả là trên hết. Viettel xứng đáng với chức vô địch ở mùa giải năm nay. Một chiếc vô địch có ý nghĩa với bóng đá Việt Nam, nó sẽ giúp cho các đội bóng sẽ càng có thêm năng lực để đầu tư cho mùa giải sang năm, cho một mùa giải mang tính cạnh tranh còn nhiều hơn nữa. V-League 1 năm 2020 đã kết thúc với một kịch bản có thể nói là hoàn hảo, với cuộc chạy đua tới ngôi vị vô địch và cuộc chạy đua trụ hạng hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng của các trận đấu trên sân Vinh, trên sân Thống Nhất, trên sân Cẩm Phả và trên sân Lạch Tray. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Viettel trong trận đấu được coi là chung kết của mùa giải trên sân Thống Nhất ngày hôm nay gồm có Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Vũ Minh Tuấn, Venasio, Trọng Hoàng, Đức Chiến, thủ môn Nguyên Mạnh, Hoàng Đức, Bruno, Trọng Đại và Bùi Duy Thường. Bây giờ là thời điểm mà tất cả họ đều sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Một mùa giải dài, một mùa giải có thể nói là kéo dài nhất trong lịch sử bởi những biến động. Thể thức thi đấu thay đổi nhưng nó cũng tạo ra một Viettel chắc chắn, hiệu quả. Chiếc vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng này. Họ có trong đội hình những tuyển thủ quốc gia, những tuyển thủ U23 đều đã trải qua nhiều trận đấu quan trọng và bản lĩnh đã được thể hiện vào thời điểm quan trọng nhất. 3 tỷ đồng. Sau đây chúng tôi xin kính mời ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ trao bảng danh vị cho câu lạc bộ Viettel. Bảng danh vị dành cho câu lạc bộ vô địch
tại LS V-League 1 2020. Câu lạc bộ Viettel là đội bóng vô địch, tân vương của V-League. Chúng tôi trân trọng kính mời Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ lên trao hoa cho câu lạc bộ Viettel. Kính mời ông Lee Jong Hyun, đại diện nhà tài trợ chính, câu lạc bộ vô địch bảng tiền tại LS V-League 1 2020 sẽ nhận được 3 tỷ đồng tiền thưởng từ ban tổ chức. Và bây giờ sẽ là giây phút đặc biệt được mong chờ nhất của buổi lễ. Và đây là thời điểm mà tất cả đều đang chờ đợi. Kính mời ông Trần Quốc Tuấn, chiếc cúp vô địch của LS V-League 1 2020 gọi tên Viettel. Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chủ tịch tổng giám đốc Viettel đã vô địch, sẽ trao chiếc cúp vô địch dành cho câu lạc bộ Viettel. Chiếc cúp vô địch thuộc về câu lạc bộ Viettel. Tân vương của V-League 1 2020. Cuộc hành trình dài, khó khăn, thách thức, thử thách, nhưng họ đã vượt qua tất cả. Với hình ảnh đầy màu sắc trên sân vận động Thống Nhất, chức vô địch đó là sự tưởng thưởng xứng đáng. Công thức của những sự bổ sung, những bản đồng có chất lượng với những cầu thủ có tiếng tăm của Việt Nam, cùng với đó là các ngoại binh và một huấn luyện viên lão làng. Viettel đã thành công, họ đã lật đổ câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay, có được ngôi vị vô địch một cách đầy xứng đáng sau hành trình dài. Một lần nữa xin được chúc mừng câu lạc bộ Viettel, đội bóng số 1 của V-League trong năm 2020. Xin được chúc mừng tất cả các cầu thủ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có được niềm vui sau 4 năm ông phải ngậm ngùi về nhì vào năm 2016. Mọi thứ đã trôi qua và bây giờ chỉ có niềm vui ở lại. Viettel đã vô địch, họ đã là đội bóng xứng đáng nhất của năm 2020 này. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của một mùa giải LS V-League 1 nữa mà bóng đá TV, Thể thao TV đồng hành với các quý vị khán giả. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới sự đồng hành của quý vị và các bạn bằng những buổi tường thuật trận đấu, bằng các trận đấu mà chúng tôi sản xuất, bằng các chương trình đồng hành. Và chúng tôi sẽ còn trở lại ở mùa giải sang năm bằng những nỗ lực cao hơn nữa.